Còn rất là hỗn độn. Đây, khoang này khoang bếp nha, nhà sàn. Quay đi. Nhà sàn cực đẹp luôn. Bên dưới ở cả tầng dưới. Cửa kính. Lan can. Quay về anh làm nguyên khung. Dạ. Em làm nguyên khung thì... Em làm YouTube mà. Dạ. Em làm YouTube mà. Vâng. Thế mà được trả phí, phải cho em thêm phí nữa đấy. Đâu mới bắt đầu. Ừ, đúng à. Nói đùa thế thôi em cứ thu đi, quan trọng có được đã. Nhiều like thì anh cũng phải cho em tí phí. Dạo này không đi làm ở đâu à chị? Đây cửa chính vào đây nhé. Anh đi xoay ở đâu? Lại đi điện rồi không đi xây nữa. Đây gian này gian phòng nhá. Giờ xây mái này đi. Rất đẹp luôn. Ở cả hai tầng luôn này. Đây đây là ở tầng dưới này. Đã vân gố hết rồi. Đây. Một thang bên nhà nhá. Thiết kế ở đúng cái ô giữa này. Khoảng nách cũng rất đẹp luôn. Nhà này bây giờ giả vân gỗ rất đẹp. Nhà này nhà truyền đoạn. Một gian hai cái. Đấy. Các bạn thấy sàn đẹp không? Thiết kế rất đẹp luôn. Đây là 7. 7 bắt xuống còn có một hàng ấy chạy lan can thì đang là lan can inox chưa. Sơn rất đẹp luôn. Ông sơn hết bao tiền ông? Thế cái sơn này là sơn bắt đi à? Sơn 6 lớp. Bây giờ thảo nào? Làm gì như cái lớp sơn của mình kia sơn mà bấu phát là bùng. Ai làm nhà cứ phải làm thế này như nhà của ông nha mới đẹp nha. Thiết kế hai buồng ngủ thôi. Đấy. Lập tường rồi. Buồng ngủ này rất rộng này. Buồng ngủ này thì phải khoảng 15 mét vuông. Đường lên cái đấy. Buồng này thì đẹp. Cánh cửa cực kính. Đây là khoang bếp. Bếp tuy bé thôi nhưng mà rất gọn gàng ngăn nắp. Đấy, xây hết. Bởi vì bếp này là chỉ nấu ga, không có bếp củi, làm bếp này rất đẹp luôn. Còn những buồng đây là thiết kế hai nhà, một nhà vệ sinh, một nhà tắm. Gạch này bây giờ cháu thấy lần gạch đẹp thi. Cái đấu này sơn kiểu này cũng đẹp nhỉ ông nhỉ, nó nổi. Đấy. Thế này nha, làm nhà sàn phải lát bằng gạch này mới đẹp nha.
cũng kiểu như dạ luôn, dạ gú luôn, đúng rồi. Cháu cũng đi nhiều nhà nhưng mà chưa thấy nhà nào mà nó có gạch đẹp này đâu không ạ. Vâng. Vâng. À đợt trước cái mái trên mình có đổ không nhỉ? À đổ chứ nhỉ? Đổ vẫn lợp chống nóng nhỉ? Đấy phải lợp như thế thì mới không không nóng ông ạ. Đấy. Mẫu nhà sàn cực đẹp luôn, nhà này nhà chuyển đoạn. Đấy. Ông này sơn 6 lớp. Đấy. Hàn lan can, cánh cửa cực kính. Đấy. Kéo xó bẩn. Ai ơi sơn, nói chung là đoạn đây sơn ngoài trời đấy chú. Ừ. Cá đó sơn nó tím xả nên cũng đủ thả hộ. Loại sơn này không? Ừ, sơn ngoài trời. Ừ đúng rồi. Trong nhà. Sơn ngoài trời này kể cả trời nắng bắn vào ông ạ, nó không bốc. Nó không bị bốc tước rồi. Có căn này chỗ nào. Rồi lan can đi. Nhà sàn thiết kế là cột thang lên khoảng nách rất đẹp luôn. Ơi. Bình thường những nhà khác là thiết kế qua ngoài, nhưng nhà này thiết kế qua trong. Lên phát cửa lên hai phòng. Đường đi vào nhà này. Đẹp. Đây cầu thang lên bếp nhé, cầu thang trượt nhé, thang bậc lên bếp rồi xây mái cái này này, đẹp luôn. Cánh cửa là hết 7 triệu, gần 8 triệu cả món lan can. Còn nhà máy nó đặt thì ai xong thì chúng ta ai xong thì chúng ta làm luôn, nó đến xong làm ý nó làm xong. Vâng. Ăn một đẹp đấy ông nhỉ. Cầu thang nó xây máy đâu ai mà thúc cầu thang nó cá cả cũng muốn chúng ta mới kinh ra mua thịt mình thấy quán ăn tủ quá tăng còn phố xá đấy thì muốn kêu đều nó chạm vào mình. Nguyên lan can này hết 30 triệu. 19 triệu. 19 triệu á? Ừ. Cả đá thứ. Không, đá này lại thuê người riêng, đá này lại thợ riêng. Đúng rồi. Thợ làm đá này là cái đá này là hết 8 triệu. Thế là tổng chi phí vào bộ lan can này hết 30 triệu nhé. Đấy, đẹp này mà. Nhà này cực đẹp luôn. Đây đây xuống tầng dưới. Đấy, thiết kế tầng dưới nó cực đẹp này. Tầng dưới có hai buồng ngủ, mỗi buồng nó rơi vào khoảng 15 mét vuông. Nhà này một gian hai trái nhưng chỉ thiết kế đúng hai buồng ngủ. Và đây là ngoài khách, khách đấu từ cả hẳn trầu, nhà thiết kế rất đẹp, trần trên trần trơn luôn đẹp, cánh cửa kính. Còn đây lan can lên bếp, cột thang lên bếp. Đấy.
Đây là cửa chính lên nhà. Nhà thiết kế hai cửa đi vào tầng dưới. Còn cầu thang lên tầng trên ấy là đi vào qua phòng nách. Ông thiết kế nhà cực đẹp luôn. Hiểu gì nào? Ở đây là rất nhiều quế này, trồng quế rất đạt này. Bán lá này, bóc vỏ này, bán cây này.